cái miếng nào? Cắt cái miếng. Cắt cái miếng như được rồi. Ra hôm đó trời cả kéo cả thấy nhiều. Trời nó xếp xuống dầu, sắp cái miếng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nó sẽ lúa nhật nhé. Cứ cháu cứ quẩn nha. Tài nôm đi là. Nghe cứ cứ tài. Cái tài là nó nín giảm hồn. Bà cứ cứ đọc là.
đi tao phải chuối chị má à. Chuối quả nè. Thôi tỏ chứ nó hở gì nè. Chuối quả đó. Rốt con nhiều hả? Chị cháu mình, cái này hại nè. Rồi cái này ngọt xếp bởi nè.